Chào anh Long, anh Long người gì? À chào anh Tuấn. Ừ, anh Long người gì? Dạ em tên Thừa, hiện tại là em làm bên xe nâng hàng, lĩnh vực xe nâng cho phục vụ cho doanh nghiệp. À vâng. Dạ. Hiện tại là tôi đang học IBS của Thành Thầm Lâm trên Ba Vì và chúng tôi đang làm video marketing. Chúng tôi đang luyện nói, luyện làm video để đưa lên sản phẩm mình lên internet. Chúng tôi đang tạo những kịch bản để giúp đỡ khách hàng. Và thì hiện tại thì trong cái kịch bản này và cần những cái công cụ hỗ trợ đó, thì hiện tại là rất là cảm ơn anh Tuấn đã được anh Tuấn hỗ trợ về mic. Vâng. Mic thì âm thanh hiện tại là cũng rất là chất lượng đó, nhưng mà cái sản phẩm này nhỏ gọn rỉ so với thị trường, dễ kết nối và tiện lợi đó. Chúng tôi đeo một cái mic này rất là đẹp, vâng, mà pin lại lâu, pin lâu sống khỏe, thứ hai là sống khỏe. Vâng. Vâng, thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều, anh cũng cho lời tư vấn với anh thôi. Vâng, có gì nếu mà anh làm các video về hướng dẫn về xe nâng hàng, anh bán xe nâng à? Dạ, bán xe nâng hàng. Ừ. Chuyên về lĩnh vực xe nâng điện. À, được. Anh Thuận chuyên về xe nâng điện ở đâu? À, Thành phố Hồ Chí Minh. Ở Thành phố Hồ Chí Minh nhá. À, ai có nhu cầu thì liên hệ anh Thuận để có những chiếc xe nâng. Anh Thừa có những chiếc xe nâng hàng ok đó. Vâng. Chất lượng tốt. Vâng. Cảm ơn anh. Ok. Vâng, cảm ơn anh nhé. Okay. Vâng.